Kiểu ông cái nhà thờ độc xích của Ấn Độ đó. Vì cái khu vực này là đa số là người Ấn Độ nên chi nó mới xây cái nhà thờ này lớn lắm. Canada có cái ông cha trùm với hồ đào Canada mà người vẫn hiểu cũng nổi tiếng lắm đó. Ông là chưa tới 50 tuổi mới nổi tiếng lắm. Hoa này đây ở Việt Nam mình kêu là hoa chi mà Trung Quốc rồi là nhiều lắm. Đúng rồi đấy, cái cảnh hoa này dài. Nó kể tên năm thân bù. Hoa gì? Cái cảnh này hình dẫn như hoa chi mà năm về Trung Quốc cũng đúng á. Nhưng mà Trung Quốc là hẳn có một tiệm đi mà hẳn cái màu đỏ đỏ đỏ. Đục xích này viết chữ S, chữ chữ Y Việt Nam, chữ K với chữ H, đồng xích của Ấn Độ. Ngủ ra đi chụp nữa. Tôi quay cả đi cho hồi vô trong phim này cái nhà thờ đục xích này lớn ghiêm. Ai mà bạn bè tôi mà ở đâu tới là tôi cũng đem tới đấy. Lê Văn Tàu vào thăm mộ của chị Tử Viễn Tử này. Chị Tử nằm bên cạnh anh Tử. Tôi cầm xuống đó được rồi tao. Lê Văn Tàu qua thăm anh Tử chị Tử. Mới qua đêm kia hôm nào chưa tới đây rồi. Thôi rồi được rồi. Trong năm gần nhau cũng là kỷ duyên cho tự duyên đấy. Tự mất năm nào nó có nơi 207 bây giờ là 8 năm sau chị tự mất đó. Năm rồi. Nè là nói đây đây. Đấy đây đi bộ đó. Đây là tàu về giác đây, là đứng trước mộ anh Tử và chị Tử. Dân viên tàu qua đây về thăm anh chị được đây. Anh giác. Mũ tại trượt anh Tử đi, em coi mũ trượt đi, tại đường trượt đi. Hai nó đựng được. Đường nắng quay cũng được. Được không? Không sợ lây. Kén. Quá này có thiệt cả mà. Em có thiệt cả. Ở đây mà.
đây sáng thấy những điều thôi kệ được vậy. Nó bị chọi một trời. Kệ, cứ thấy thấy. Rồi. Biết rồi. Đang nào? Trong kia mình bị thủ có thằng cho thằng con thầy cho con trai thằng trai thầy cháu cùng ngó. Tiếp rồi. Người anh Giác lại đây để thắp nhang cho O Dường, để thờ O Dường, ông mẹ đây là ai nữa? Con thăm O Dường. Bắn súng nó bắn súng à, đi hình cái này thôi, chúng ta nói là nó sai đi. Thì ông này nói với tôi này, ông bắn nhau không đây trên này mà. Bắn nhau mà đi hình cũng cực chết, năm đồi năm núi chết. Cuối cùng nó bảo thôi bên này mắc quá, thì cho con mình đi qua Canada rồi. Canada mong nói ở Canada đi vào quốc tịch dễ hơn, khó quá. Nhưng mà nghe nói giờ thì biết khó rồi. Bữa em có người bạn cũng cho con đi học bển này, từ từ đi tích tịch, nhưng mà bỏ giờ cũng không làm được, khó rồi. Thế nên mà thôi cho con về lại Việt Nam học đi. Cái thời điểm này cũng một đường tay thôi. Bây giờ nó lớn lên rồi, nó đi làm nó đâu có gì. Đưa đưa chị Nguyễn, chị Nguyễn. Mình đi của Việt Nam. Mình đi xong cái trận hội tiện ở đấy á. Mình không giao lắm. Mà gì đi làm có 2 đứng cả. Thôi Lê Văn Tàu ngày mai đi New York nè, ăn rồi nè, rồi. Thôi về về để ngày mai đi sớm rồi. Yeah. Lạnh lắm á chú nè.